Xin chào tất cả anh chị em và các bạn đang quay trở lại với kênh nấu ăn của mình. Hôm nay xin mời anh chị em và các bạn cùng vào bếp làm một món ăn rất là đơn giản, đó là đậu hũ nhồi chay. Chay ở đây có nghĩa là mình không dùng thịt cá. Nguyên liệu gồm có 2 miếng đậu hũ chiên, 8 cái nấm đông cô khô nhỏ, mình ngâm nước cho nở mềm, sau đó cắt hạt lựu, ớt băm, tỏi băm, 2 muỗng canh sả băm, ăn kèm chung với rau răm. Đậu hũ thì mình cắt xéo. Sau đó chẻ chính giữa. Cho khoảng 2 muỗng canh dầu ăn. Dầu nóng hạ lửa xuống trung bình. Cho tỏi băm vào. Tỏi dậy mùi thơm, mình cho sả, ớt băm. Sả đã thơm, mình cho nấm đông cô vào. Nêm nửa muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê hạt nêm gà, một muỗng cà phê nước tương, một muỗng cà phê dầu hào. Xào từ 3 đến 5 phút cho nấm chín. Mình tắt bếp. Sẽ nhồi nấm vào trong đậu hũ. Dùng cái muỗng nhỏ cho dễ làm. Cho một ít dầu ăn. Mình không cần phải dùng nhiều dầu, tại vì đậu hũ thì đã chiên sẵn rồi. Phần nhân bên trong cũng đã xào chín, chỉ chiên sơ cho đậu hũ nóng lại và giòn giòn cái lớp bên ngoài thôi. Chiên cho đậu hũ giòn các mặt, mình sẽ gấp ra. Món đậu hũ nhồi chay của mình đã xong rồi, làm rất nhanh, đơn giản, ăn chung với cơm rất là ngon. Cảm ơn anh chị em và các bạn đã xem hết video này. Nếu như yêu thích món ăn này của mình thì bấm like, share, đăng ký kênh, bấm chuông để ủng hộ cho kênh của mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong món ăn lần sau.